đầu rọi sáng, tức là đêm đen đã gì, đã bị tan đi, và ánh sáng của bình minh, ánh sáng của trí tuệ, ánh sáng của một ngày mới đã xuất hiện. Cho nên ngày sinh bắt đầu giờ dần là ánh sáng mặt trời bắt đầu xuất hiện, đêm đen bắt đầu xua tan. Cái đó biểu thị cho cái gì? Đức Phật sinh ra là gạch nối của sinh và trưởng, tức là phát triển và tăng trưởng. Và ngài sinh ra vào thời điểm là ánh sáng trí tuệ, phải không? Ánh sáng của nhân loại bắt đầu được bừng sáng, và đêm đen của khổ đau, đêm đen của lô dịch, đêm đen của bất hạnh đã bị xóa tan đi. Đây là ý nghĩa thứ nhất. Tháng tư cũng là tháng của mùa hoa sen nở. Hoa sen thì nở ở đâu? Nó có phải nở đất bằng không? Đất bằng không thể có sen mọc. Mà hoa sen mọc ở đâu? Ở đầm lầy, ở nước đọng. Chỗ nào có nước đục, chỗ đó hoa sen có thể mọc được. Nhưng hoa sen đã mọc thì biến cho nước đục sẽ biến thành cái gì? Nước trong. Nước ở hồ sen có trong không? Rất trong. Tanh hôi của mùi bùn biến mất, nó đem lại cái gì? Hương thơm. Cho nên gọi là gần bùn mà chẳng tanh hôi mùi bùn. Thế gian này, tâm của chúng ta nó giống như ao tù nước đọng. Thế gian này nóng bức như mấy ngày hôm nay mùa hè thiêu đốt. Cho nên trong kinh Đức Phật nói là gì? Cái lửa của mặt trời ấy nóng nhưng mà không đáng sợ bằng lửa của địa ngục. Lửa của địa ngục có nóng nhưng mà không đáng sợ bằng tâm tham sân si của chúng sinh. Cho nên Đức Phật nói là không lửa nào sợ bằng lửa tham, không lửa nào sợ bằng lửa sân, và không lửa nào sợ bằng lửa si. Thế gian nóng bức này cần phải có những cơn gió mát. Tâm nóng bức của chúng sinh cần phải có gió từ bi của Phật thổi vào, làm cho cái tâm nóng bức đó bị dập tắt đi. Lửa tham, lửa sân, lửa si bị gì? Bị dập tắt. Mà lửa đã tắt rồi thì chỉ đem lại sự thanh lương mát mẻ cho chúng sinh mà thôi. Tâm chúng sinh vẫn đục cấu uế như bùn lầy nước đọng. Nếu Phật Pháp được gieo vào thì nó sẽ biến thành cái tâm trong mát, sẽ biến thành cái tâm thanh gì? Thanh tịnh, giống như hồ sen vậy. Cho nên Đức Phật mới đi 7 bước, mỗi bước đều nở hoa sen. Điều đó nói lên cái gì? Chỗ nào có Phật Pháp, chỗ nào có Phật Pháp được truyền đến thì chỗ đó đất bằng nở hoa sen. Do đó hôm nay kỷ niệm Phật đản, chúng ta cung dước kim thân của Phật để đi vào trong dân xóm, để đi vào trong từng gia đình. Điều đó nói lên cái gì? Bước chân của Phật đi đến đâu đem lại hạnh phúc an lạc cho chúng sinh tới đó. Nơi nào có chùa, chỗ nào có đạo Phật, chúng sinh sẽ được hưởng cái niềm an vui hạnh phúc từ nơi Phật Pháp. Đức Phật ra đời đem lại ánh sáng từ bi trí tuệ, xua tan đêm tối của khổ đau. Do đó chúng ta thắp lên những ngọn đèn, đó là đèn hoa đăng, đèn của hoa sen, đèn của trí tuệ, để xua tan những tăm tối khổ đau trong tâm của chúng ta. Trong kinh có câu: mặt trời thì chiếu ban ngày, mặt trăng thì chiếu ban đêm, nhưng hào quang của chư Phật thì soi sáng cả ngày đêm. Mặt trời có chỗ không chiếu được, mặt trăng có chỗ không chiếu được, ngọn đèn có chỗ không chiếu được, chỗ sâu thẳm nhất không chiếu được. Các vị có biết đó là chỗ nào không? Tâm của chúng sinh. Đèn không chiếu được, mặt trời mặt trăng không chiếu được, nhưng tuệ giác của Đức Phật thì có thể soi thấu tim của chúng sinh, soi thấu cả những chỗ đen tối nhất, những chỗ khuất tất nhất có thể chiếu sáng. Do đó
chúng ta đốt lên ngọn đèn là đốt lên ngọn đèn trí tuệ, mang ánh sáng của Phật Pháp để soi vào những chỗ tăm tối nhất trong tâm hồn của mọi chúng sinh. Trên hư không xuất hiện rồng tắm cho Đức Phật là đem lại cái mà chúng ta gọi là mưa thuận gió hòa. Mưa thuận gió hòa thì cốc giá thành thục, tức là cỏ cây hoa lá phải không, cho đến là lúa tốt màu gì, màu tươi. Và như thế là sẽ đem lại cuộc sống ấm no và hạnh gì, hạnh phúc. Vì thế chúng ta mới nói là chư Phật xuất thế thì thiên hạ thái thì thái bình. Tay phải Đức Phật chỉ lên trời là chỉ cho chúng ta có một con đường hướng thượng đi lên. Cuộc đời này có một con đường để cho chúng ta phát triển, để cho chúng ta thăng hoa, để cho chúng ta trở nên tốt đẹp. Và con đường đó là con đường của 10 điều thiện: thân không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, miệng không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói thêu dệt, không nói lời ác khẩu, tâm không tham, không sân, không si. Thì cuộc đời của những người đó giống như hoa sen phải không, ra khỏi bùn vươn lên khỏi mặt nước và tỏa hương thơm ngát cho cuộc đời. Còn ngược lại, tay trái ngày chỉ xuống dưới đất là chỉ có một con đường dẫn đến khổ đau, dẫn đến đọa lạc, dẫn đến bất hạnh, đó là con đường của 10 điều ác. Thân làm điều ác, tâm nghĩ điều xấu xa, miệng nói những điều không tốt, thì cuộc đời của những người đó từng ngày, từng phút, từng giờ đang tụt dốc đi xuống. Xuống đâu? Địa ngục. Xuống đâu? Ngã quỷ. Xuống đâu? Súc sinh. Cho nên Đức Phật ra đời là chỉ chúng, cho chúng ta có một con đường, đó là con đường của sự phát triển tốt đẹp. Con đường đó chúng ta phải đặt chân vào và chúng ta phải đi tới. Còn con đường xấu xa mà Đức Phật chỉ xuống dưới đất ấy, thì chúng ta phải đóng nó lại, phải không? Cho nên khi tắm cho Đức Phật là chúng ta dội gáo nước lên tay trái của Phật, phải đọc cái câu nguyện đoạn hết thảy các điều ác. Tức là con đường mà xấu ác, chúng con nguyện gì? Nguyện đoạn trừ. Còn dội gáo nước thứ hai vào tay phải dơ cao của Đức Phật, phải phát cái câu nguyện là nguyện tu nhất thiết thiện, tức là nguyện làm các điều thiện để chúng ta tham hoa phát gì? Phát triển. Và gáo nước thứ ba chúng ta dội vào hai bàn chân của Đức Phật là nguyện đem lại hạnh phúc cho mọi người, tức là nguyện độ hết thảy chúng sinh. Đây chính là ý nghĩa mà Đức Phật ra đời cũng như là lễ hội tối hôm nay để chúng ta cung đón kim thân của Phật, phải không? Rước ảnh tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là người sinh trong tháng 5. Ngài lại cũng sinh ra ở một cái làng gọi là làng Kim Liên. Nó làng hoa gì? Hoa sen gì? Hoa sen vàng. Cho nên chúng ta mới có câu là gì? Tháp 10 thì đẹp nhất bông sen, phải không? Việt Nam đẹp nhất có tên gì? Tên Bác Hồ. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là hoa sen của loài người. Và Đức Phật cũng là hoa sen của nhân loại. Và hôm nay, ngày mai đó là ngày đản sinh của Đức Phật, nhưng mà cũng là ngày trùng hợp, là ngày kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chí Minh của chúng ta. Do đó Bác Hồ xuất hiện ở thế gian này cũng đem lại bình an hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam. Đức Phật ra đời đem lại hạnh phúc và bình an cho cả nhân loại. Hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật, cũng là kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ôn lại công hạnh của Phật cũng như là công hạnh của các quý vị ấy, cung đón kim thân và ảnh tượng của Đức Phật đi dạo khắp nhân gian để xua đuổi những cái chuyện không may không tốt, đem lại bình an hạnh phúc cho nhân dân. Mong rằng với cái tâm thánh thiện như vậy, đốt lên ngọn đèn quang minh trí tuệ từ bi của Phật,
để soi khắp thế gian, đem lại hạnh phúc và an lạc. Đây chính là ý nghĩa mà chúng ta tổ chức đêm hội hôm nay. Một lần nữa, xin cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo giao hộ cho đất nước được hòa bình, thế giới được an lạc, chúng sinh được hạnh phúc và Phật đạo được trường tồn. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật.